Mình đã tái dựng lại hiện trường vụ mất trộm bằng số bánh này. Fleur đứng ở đây. Còn đây chính là... Nè, hôm nay tiệm hoa bị cái gì vậy? Được rồi, đây chính là tiệm hoa. Meatball, còn thấy số bánh quy kia không? Có. À ha, cậu đã ăn hết những cái bánh quy đó đúng không? Ồ, tại vì chúng ngon quá. Meatball, tụi mình làm sao phá được vụ án nếu như cậu cứ ăn hiện trường vụ án? Không sao đâu, Melody. Nè cậu, lần cuối cùng cậu nhìn thấy quả bắp màu cam là khi nào vậy? Mình cũng không nhớ nữa. Mình chỉ vội vàng chạy tới đây mà thôi. Cố gắng nhớ ra những nơi mà cậu đã đi qua trên đường tới đây đi. Mình nhớ mình đã nghe thấy tiếng đồng hồ điểm 12 giờ khi mình đang đi bộ. Tốt, tụi mình đã có manh mối mới rồi, đi thôi. Bây giờ là 1 giờ. Blo, chính xác là cậu đã rời khỏi đây 1 tiếng trước. Cậu giỏi quá, Pilu. Chỉ là suy luận cơ bản thôi mà. Quả bắp màu cam đã bị biến mất trước khi cậu tới tiệm của cậu. Vậy có lẽ xung quanh đây có thêm manh mối gì đó. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng tụi mình phải tìm được nó. Hay quá, mình đoán đúng. Ở đây có manh mối. Một manh mối có thể ăn được. Meatball, cậu lại ăn manh mối nữa rồi. Chuyện đó cũng không sao. Các cánh hoa đang chỉ về hướng ở đằng kia. Nhìn xem, ở đây nè, lại có manh mối mới. Cái gì vậy? Hình như nó là dầu nhớt. Xem ra không phải là manh mối ngon lành gì rồi. Nè các cậu, tụi mình có rắc rối rồi. Ở đây có nhiều dấu chân quá, mỗi cái lại chỉ về một hướng, không thể chắc chắn hướng nào mới là hướng đúng. Ít nhất mình biết bây giờ thì mình đang đói bụng. Tụi mình sẽ không bao giờ tìm thấy bông hoa của mình nữa. Cậu mới nói bông hoa sao? Có người nào đó đã cầm bông hoa màu cam tới đây và làm đổ thùng dầu ở chỗ mình. Cậu có nhìn thấy thủ phạm không? Không, cậu ta quay lưng lại. Nếu như thủ phạm đã từng tới chỗ này thì rau của mình có thể tìm được hắn mà. Đúng là một ý kiến cực kỳ thông minh luôn đó, Lembo. Rau của mình nói thủ phạm đang đi theo hướng đó.